shop topdata.com, shop bán hàng uy tín giá rẻ. Thì ở đây có rất là nhiều trò chơi như là bingo hè và nhiều vòng quay cực kỳ hấp dẫn dành cho anh em. Thế ngoài ra còn có cả thử vận may từ 50k cho đến 200k anh em ạ. Thì anh em hãy đến với shop topdata của mình để ủng hộ cho mình nha anh em. Hi hi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Top Dexta ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một cái trang bị mới để tăng cái đòn đánh của Dexta sốc đam to hơn. Vâng, mình gáy test tướng xem các bạn tên địch có phản ứng gì với mình không. Và cái build này là rất là có lợi nhé mọi người nhé. Build này là tăng cái đòn đánh thường của Dexta lên sốc đam to. Đấy, anh em có thể áp dụng cái build mới của mình. Và mình gáy Airy đang nháy mặt cười rồi. Thì Airy mình cân đầu game mọi người nhá. Đấy mọi người dí chiêu một liên tục xong mọi người bật chiêu hoa đánh thường. Đó là có mạng. Thì mày thay đổi cái thương sinh phá thành cái Linh Phi Lier. Đó, tăng cái đòn đánh và tăng cái độ tốc độ đánh lên. Đó. Thì cái view thì trận này mình sẽ lên full đòn đánh còn không lên chính mạng nữa. Thì anh em cứ kêu mình ra video mà bận thế thì mình cũng sorry anh em là mình bận thời gian, mình không thể ra được cái clip đều đặn. Ok nhá. Ok, farm xong anh em xuống mid gank. Rồi anh em lại lên farm tiếp. Rồi, luật của Dexta là anh em farm nhiều vào. Anh em mà farm thôi không đâu, anh em phải đi hỗ trợ nữa. Mọi người hiểu chưa? Mọi người muốn phát huy sức mạnh của Dexta, anh em cứ pha sau anh em hỗ trợ tem ấy. Đó như pha này này. Ôi giời ôi luôn, chạy hết về luôn. Không sao. Thì đam tới bạn đầu game khỏe lắm anh em, không thể ăn được đâu. Như con cá này, con Kilgroth với cả con Ari ấy là hai con tướng hút máu nhiều. Anh em phải biết áp dụng video để anh em để cân lại hai con tướng ấy, hiểu chưa? Cái video này ấy cân thằng cá luôn anh em ạ, không cần lên đao truy hồn với cả khắc chế đâu. Anh em lên cái build đồ này anh em khắc chế nó luôn, đập bỏ mãi luôn. Đó. Ôi, ra ta biết bay à? Ghê đó. Úi giời ơi, bắn đi, đúng rồi. Đó. Thì cái mình cũng thắc mắc là cái livestream của mình ấy cũng mình rảnh ấy thì mình livestream thôi. Thì anh em cũng đừng quan tâm làm gì. Anh em muốn ủng hộ thì anh em vào và ủng hộ mình, còn anh em nào không muốn thì thôi. Mình cũng không thì lại mình cũng chưa đủ phụ kiện để ấy để phụ tùng cho các công việc của mình, nhưng mà chưa đủ. Ôi giời ơi, chú đam kiểu cay thích nhở. Tha anh em. Ui ôi. Mới thế thôi kệ, không sao. Bật ulti lên thả sống của hơn là mất ulti. Đó, trận này tên mình là ngon phết này, có AoE này. AoE có thể khắc chế cả Kilgroth nha anh em nhá. Ủa Kilgroth với cả con AoE này nhá. Mình đi chung, mình đi cho nó phát chết luôn. Không sống được đâu. Mình chát chết tướng phát tới bạn sợ hãi luôn. Hay quá. Ui rồi, cá quật kìa, sợ cho người. Con cá đi lẻ mình ăn được đâu mọi người ạ. Con cá nó đủ, nó tốc đánh cả cái đòn chính mạng của nó cao lắm. Nên nếu các bạn có đi chung ấy thì mình mới là mình ăn được ấy. Thì cái điểm mạnh của Dexta là anh em mà càng đông ấy thì cái điểm rất mạnh nó đánh thường của Dexta nó càng khỏe. Nên mình bắt ra ta này, nó khôn đi đây còn nó ngu thì nó lên trên đó. Và thì hiện tại là mình chơi danh cao thủ 60x nhá, à 6x nhá. Đó. Không phải danh 1-2x đâu. Danh này một người đánh ngắt lắm. Nên là mình không thể mà bắt bài được ấy, kiểu thế ấy.
chỉ đi farm thôi, đi farm lấy cái rảnh thôi. Danh nghề cao mọi người là đánh nghiêm túc, cả biết di chuyển là mình không bắt được. Anh em có thể lên cái kiếm điện hoặc là cái sông đao cho đách cha cũng được ấy. Mình nghĩ lên sông đao hơn vì kiếm điện nó là sức mạnh rồi. Úi rồi, mày ăn xong mày chạy á, mày tưởng mày chạy á. Người ta còn chưa một nào, tao biến lên mà đánh thường đó. Ari là phế ngay, không đánh nặng đánh cha đâu anh em ạ. À, anh em cứ áp dụng cái video của mình ấy. Đồng mít đánh nhau rất là ác liệt luôn. Hai bạn đánh nhau không biết là ai là người win đây. Ông ao in lên trên game mình này. Ao in chẳng để biết chơi anh em nhé. Con vị tướng ao in này counter kill cross với cả Ari là rất là dễ dàng luôn vì mình đam con ao in này khỏe lắm. Ủa. Bay đi, bay nốt đi, mày có chiêu mày bay nốt đi, mày phân tích chiêu làm gì. Rồi, bay xong thì chết. Nào, đánh nhau vào luôn này. Cân cả mày luôn này. Ba không rồi, tỷ số là 3-0. Và tỷ số tất cả tem là 7-4 nha mọi người nhé. Đó, xanh rồi, ok, mình về, mình hồi máu đấy. Xong mình lên trên, mình xuống dưới, mình ganh luôn. Rồi. Thì cái video này tốc đánh 80% rồi. Cao thế nhở. Cái Lepili nó chiếm 8 bộ rồi. Đó. Nó tăng tốc độ đánh thôi, nó tăng cái gì cả. Tăng tốc độ đánh cả công vật lý thôi. Tăng 30% tốc độ đánh, mọi người hiểu chưa. Rồi, mày đánh gì, mày lấy nốt đi. Nào, mày vào luôn này, ra ta. Ui, cái rốt này, vào lửa cây này. Mọi người chờ con kill cross nó hết chiêu 2, mọi người cân nó luôn, cân tốt luôn. Vì có tướng nào cũng có điểm mạnh con đứng con tướng đấy thôi, chứ không phải con nào cũng khỏe đâu mọi người ạ. Nhiều anh em cứ nhắn tin mình là anh ơi, có đồ nào khắc chế con Omen với QI không, hai con đấy trâu và khỏe quá. Ui, là anh hỏi em nhá, cho em đồ em cân được không, hay là chuyện lạ. Hỏi thế thôi. Đồ cô đồ khó khỏe nhưng mà vị trọng là vị trí, hiểu không? Em mà giữ vị trí tốt đấy là em ăn được luôn. Em mà giữ vị trí sai em ăn hai hơn được đâu. Hai con tướng ấy trâu lắm, con quy ấy gọi là trâu rồi. Đồ này khỏe lắm mọi người ạ. Tăng cái tốc độ đồ đánh thưởng của đứa cha đam lỗ to lắm mọi người xem nhá. Lát lấy ghê với mọi người xem. Làm lỗ như lúc rồi luôn. Bốc hơi tướng địch nhanh lắm. Bạn Iri để sợ rồi, sợ quá nên tha rồi. Bị mình với Aoi ganh nên nhìn sợ quá. Ok, mình lấy được mid luôn, mình xuống mình ganh luôn này. Thế bạn là chơi hơi bị nhá. Bảo trụ nha. Bỏ trụ là không được nha. Rồi, có vẻ không? Counter luôn hai đứa này. Ôi, chạy nhanh thế. Tốc biến đi, ôi, hai tốc biến luôn. Ghê rồi. Ui ôi, eo su bắn được gì đấy. Ao đi xuống kìa, ăn đôi eo su kìa. Cân luôn kìa. Mình làm hết rồi đấy, bạn cân luôn đi. Rồi. Ê, về bạn ơi, cá ngay mọi người. Về. Cá xuống kìa. Chạy không? Ui ôi. Ấy, mọi người thấy chưa? Ai cơ động mọi người. Cá không đuổi được luôn này. Nói gì mà chơi mấy vị tướng cơ động ấy. Khó đuổi ai lắm mọi người ạ. Trừ khi mà mấy vị tướng không chế. Chơi một farm ké. Đó. Ok, mình xong lên đồ này xong mình lên cái thánh kiếm nha mọi người nhé. Ui,
báo thế? Gì nhở? Hai đứa này đi chung rồi. Chịu luôn rồi. Ui ui ui, anh em này. Thôi về đi bạn ơi, bốn đứa thì sao mà ăn được đồ đó. Ui sao ta bay kìa. Ui ơi, ui sao ta kìa. Bay hay vậy. Chịu, người ta gọi là vỗ tay cho anh em ạ. Ok. Sao, anh ấy ba được mạng rồi. Mình thấy cái này nó ăn đầu nó dịch sư đấy. Ôi, anh xem mình phải cái dịch sư này. Ôi, chậm rồi. Nghe thế nhờ. Cày thế nhờ, pha đoàn đích thấy mình về luôn. Mình dân ăn dịch sư làm cái gì. Cũng mình ngu thật đấy. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Cậu về đi bạn ơi. Con cá nó khỏe thế, nó có nội tại còn chết bạn ạ. Trời ơi, mình chết đây luôn đó. Mày thấy, mọi người thấy gì chưa? Cái chiêu cuối cổ Deccha ấy, mỗi khi mà mày bật trận thôi là nó không tính theo phần hồi máu luôn thế. Mày thấy cái chiêu cuối nó lỗi chưa mọi người? Mình đi trận này toang luôn này. Không không mà đấy, phải hoi là toang luôn này. Thôi anh em ơi đừng có lấy nữa à, thôi anh em ơi đừng có thử nhau nữa nào. Tập trung đánh đi. Quý được, đây này em lo được. Tin mình, hãy tin quý. Quý là quý bét extra à, có thể là chân ngưỡng cho anh em xem những pha 1 cân 5 cân 4. Ủa rồi, ra tài này, gọi là ra tài thích đấu anh em ạ. Ok, sẽ đeo đi mấy cũng phải 5 nước thôi. Quật đeo yêu, bắt hạ kia lại để mình cái chân này cho. Hay quá, Eo Y ơi, đúng là bạn top 1 luôn. Mình thấy cái clip của mình ấy, anh em xem nhiều quá, anh em xem chùa nhiều quá, ok. Và anh em chả thấy đăng ký gì. Anh em phải đăng ký cho mình có động lực chứ. Anh em chia sẻ cho thầy đi. Kìa mẹ. Anh hiểu chưa? Hãy chia sẻ cho thầy đi. Đó, thì thầy mới có động lực ra clip mới cho anh em xem được. Anh em xem chùa mà không đăng ký thì rồi ôi mình buồn. Ok, anh em xem xong nhớ like đăng ký đấy nhá. Tỷ lệ đăng ký của mình thấp lắm ấy. Tỷ lệ xem chùa là nhiều lắm ấy, 72% đấy. Mọi người ơi. Khi con AOE nó xuống dưới này mọi người về đấy mọi người ơi. Quả chết thằng này ấy. Bột phát nó đi bằng số luôn. Anh em mới về nhà kìa. Rồi, mày đi đu rồi, giữ chân mình này. Gì đấy, gì đấy. Á đù. Ảo thật đấy. Nó dụ mình anh em ạ. Cày thế nhờ. Cô chứ phải là mình mọi người thân cái gì nhá. Ok ok, phải là quý ngu, quý ngu, quý ngu, quý ốc bò à. Ok, ok, thì bạn trở thành rồi. Thế sao, thôi thì bạn trở thành luôn. Ăn này vẫn đánh được, vẫn đánh được, vẫn đánh được. Thông tư Ari nè. Từ từ đó, thì anh nghỉ đi đây, anh chết con đồng rồi đấy. Ui dồi ôi, Ari ở đây rồi. À, mít đây, mít, mít, mít. Là cao tư con đồng này. Ok, luôn cởi chiêu luôn. Anh em đi chung này. Thế nó đông lắm. Ôi, thằng này ở ao im gì vậy? Ok, tóc đến là ăn vào chết. Rồi, ok. Quay pha bật ulti này. Câu tư hai đứa này. Để, cá với chúng tôi này. Nào có thằng nào nữa vào lốt đây. Đó, tới bạn là bắt đầu là mất tự thế rồi này. Tới bạn là chết hai người, còn hai người này, còn ba người này. Anh em có thời gian để trụ này. Lên trên luôn này. Đó thì bảo rồi, tên mình đi chung là win. Đi chung là thắng được. Hãy tin quý, hiểu chưa? Quý, 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 không bao giờ làm mọi người thất vọng đâu. Anh em có thể đổi tên là mình là Quý hoặc là Tốt Đất Cha cũng được. Ok, không sao. Ôi, về, 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 về. Ôi, mẹ không chết này. Đó, mọi người thấy chưa? Mình trâu chưa? Ok, lôi, 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 lôi. Trời ơi, tên này để trụ AD làm gì vậy bạn?
rồi, chán không? Ông ăn con rơi quỷ cho mình về đấy. À, Ari đây à? Nó thích nó ăn con rơi quỷ luôn. Tại vì Ari giờ không đứng cạnh mình đâu. Mà anh em xem clip mình ấy, anh em thấy hiện quảng cáo, anh em nhớ xem hết quảng cáo nha mọi người nhá. Để mọi người cho mình tí tiền đi, mình không có tiền mình làm skin tăng đam. À nhầm. Nào một cái trang phục của Decha ra skin mới mình còn biết từ mình đạp. Anh em mà thấy hiện quảng cáo, anh em nhớ xem hết quảng cáo nha. Hãy xem hết đấy, để cho mình có mì tôm hiểu chưa? Đó. Anh em nhớ xem hết quảng cáo ấy. Thì quảng cáo mình mới bật thôi. Anh em xem được thì xem. Ồ, từ dưới kia từ từ anh em ơi. Đấy từ bạn lượn thấy rồi bắt đầu là bắt đầu để cho trội. Này thằng này á, Rata nó mới gõ. Này, cá còn đau tinh kìa. Chạy được không? Không chạy được đâu. Đó, rồi. Lên ư rồi, hai đứa đẩy thôi. Thì clip của mình đây là kết thúc. Mong anh em xem clip của mình hãy đăng ký và like chia sẻ cho mình nhé. Và anh em đừng chơi chùa nha. Mình sẽ ra clip sau nhá. Bye anh em. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.